Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhân BB. Các bạn ơi, tiếp tục hành trình series chơi trò Bluff Food của mình. Các bạn ạ, các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở level 349. Các bạn ơi, chỉ cần một level đó thôi là mình sẽ đủ sức mạnh các bạn ơi, đủ cấp để xuống dưới kia đánh bại con boss này. Và ngày hôm nay mình sẽ đánh bại con boss này nha các bạn nha. Ok, được rồi, lên trên kia đã, lèn một cấp nữa thôi. Mình chỉ cần làm xong một cái nhiệm vụ này nữa thôi các bạn ơi. Tiêu diệt còn có hai con này nữa thôi. À, hôm nay mình sẽ dùng trái lửa các bạn nha. Mình sẽ dùng trái lửa để đấu với lại con boss ở dưới đó các bạn nha. Ok anh em. Boom. Nào, làm xong nhiệm vụ này đã nào anh em ơi. Làm xong nhiệm vụ đã nào. Ok, come on baby, dưới con đính này vào đây. Để anh nhân còn lên cấp nào, anh nhân còn lên cấp nào. Ok, hãy xem đây, xem sức mạnh của anh này các em ơi. Nó wing anh này. Quả cầu lửa. Boom. Trời ơi, tuổi gì. Nhanh thế nào. Sắp lên cấp rồi các em ơi. Đây, còn con này nữa thôi. Để anh. Ok các bạn nha. Lên cấp rồi. À, 451 luôn các bạn ơi. Bây giờ sẽ bay xuống kia, nhận nhiệm vụ thôi nào. Đấy, hệ lửa bay nó cà phê không sướng các bạn ơi. Rồi ôi, lấy nhiệm vụ đã để tiêu diệt thằng chùm cuối kia nha các em nha. Đánh boss nào. Boss level 150. Ok, nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đô đốc dung nham mà. Ok bạn ơi, xác nhận luôn. Được rồi anh em, bây giờ sẽ xuống dưới kia và chiến nó nha. Cộng hết vào cái quả trái ác quỷ lên. Ok anh em, let's go. Đi thôi nào em. Ok, đi thôi. Bay lên nào. Bay lên đánh con boss nào các em ơi. Các bạn chờ mình tí nha. Rồi. Ok các bạn, con boss đâu rồi. Ok anh em, bây giờ xuống đây, xuống đấu con boss đấy các em ơi. Giờ các em hãy xem anh xử lý cái con boss này nha các bạn nha. Nào, con boss kia, hãy mau đến đây. Chiu, cho nó một chữa chân này. À, con boss này có vẻ nó rất là trâu đấy các bạn ạ. Đánh con này chúng ta phải chạy. Này bạn ơi, ăn sẽ được mình bạn ơi. Ui, nó bắn đấy. À, nó bắn cái lửa các bạn ơi. Lo bắn cái lửa đây, mình cũng có lửa mà. Mình còn dùng nham mạnh hơn nó luôn các bạn ơi. Lại này, C này, chiêu cuối, quả cầu lửa. Ghê à, phê cho anh em ơi. Wow, thanh niên kia có một quả cầu lửa kìa. Ê, thanh niên kia hình như quýnh mất máu mình các bạn ạ. Ui, giời ơi, xong rồi. Tại thanh niên rip kia bạn mình các bạn ơi. Nhưng mà anh ấy đánh mất máu mình các bạn ơi. Thế là mình tiêu luôn rồi. Trời ơi, nhanh lên, không có bạn ấy ăn mất giờ. Bay đây nào. Con bốt kia sẽ để mình ăn cho. Come on baby. Anh đến rồi đây. Ui giời ơi, cái gì nó bị kẹt ở đây này. Sợ ơi, nó còn nhiều máu đấy các bạn ạ. Nó còn nhiều máu đấy. Úi con này phải chặn. À chạy chạy. Bay rồi. Tiếp tục xuống đây lại cho bay lên. Ui ghê vậy. Bạn ơi. Xuống đây mình cho bạn bay lên đấy. Quả cầu lăng đường. À, boom. Trời ơi. Kìa. Chạy đâu. Con sâu này. Ui nó né mình các bạn ạ. Lấy mình đây. Ui nó bắn này. Anh biết bắn luôn nhá em ơi. Nào đến đây. Lên đây. Ăn quả cầu năng lượng này của mình bạn ơi. Ui nó bắn mình. À ghê. Nó bay. Lên đây. Ăn tiếp quả cầu năng lượng này của mình. À nó sắp hết máu rồi. Boom. Nó chạy rồi. Nó sắp hết máu rồi các bạn ạ. Nó còn một tí máu nữa thôi. Ăn nha mình các bạn. Ui nó bắn mình. Ôi mình ăn chọn một chiêu của nó rồi. Các bạn ơi. Ui ghê vậy bạn ơi. Tí nữa thì toang luôn tí. Ui nó bắn đấy. Bắn đi. Úi giời ơi. Quả cầu lăng lượng. Boom. Trời ơi. Boss bay. Úi giời ơi. Ôi con boss đó rồi. Cứ bỏ rồi, kia nó rồi. Ui, bạn mình bị tiêu rồi. Trời ơi, còn mình thôi. Ui, mình bị tiêu rồi. Ơi gà hay gà. Em anh mới chơi để nghiêm anh xử lý nó cho. Lên ăn boss rồi các bạn ơi. Con boss kia chạy đi đâu hả? Con boss này sẽ thuộc về mình các bạn ạ. Tin. Kia rồi anh em ơi. Lo kia rồi, nó còn một tí máu thôi. Ok, lên cấp. Ok, hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi. Ngon. À, mình đã tiêu diệt được con boss ở trong đây nha các bạn nha. Quá dễ dàng. Với sự hỗ trợ của bạn quý đẹp trai. Ok anh em nha. Hai bọn mình nha, có cái mũ giống nhau nha các bạn ơi.
Anh em mình đánh căng quá. Gì đâu mà căng, con đấy bình thường em ơi. Ghê 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 ghê. Được rồi các bạn nha. Bây giờ ta có lẽ là mình phải farm cấp thôi. Farm cấp để tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo các bạn ạ. Mấy con quái này nó rất ảo diệu nha, nó có thể tốc biến đến chỗ mình đấy các bạn. Các bạn nhìn mình đang đi này, đang đi này, đang đi này. Ấy nó tốc biến ai, nó tấn công mình đấy các bạn ạ. Ấy ghê à, nó tốc biến ghê à, ghê à. Nhưng mà bọn này đối với mình thì nó cũng rất là yếu thôi các bạn ơi. Mình đang dùng trái lửa, các bạn ơi, trái lửa của mình rất là sướng đúng không các bạn ơi. Các bạn nhìn này, mình trái lửa của mình nha, có một chiêu ghê cực kỳ ghê gớm đúng các bạn nhìn này. Hey, boom. Đấy, các bạn nhìn này, quả cầu trên bầu trời này các bạn nhớ. Các bạn nhìn quả cầu chưa, ghê à, đấy trái lửa của mình đấy, nó cũng quả cầu ghê gớm này, nhìn đẹp nhỉ, đẹp nhỉ. Mình đang đứng trên đầu của bọn nó này các bạn ơi. Bây giờ mình mà thả xuống nó, bọn nó lổ tung bay xác luôn nha các bạn nha. Xem đây, boom. Ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Trái lửa này skin rất nhìn rất là đẹp nha anh em nha, đúng không? Trái lửa skin đẹp nhỉ, mình đang chờ nó hồi sinh thì các bạn ơi. À, ở dưới kia hình như đang có một thanh niên wingbot à? À không phải, không phải, không phải. Bọn quái ở trên đây nó hồi sinh khá là lâu các bạn ơi, mãi nó chưa dậy nữa. Mình sẽ nhử một con đây nha, đấy nhử một con từ đây vào đây một phát là tiêu diệt 3-4 con luôn các bạn ơi, một phát là tiêu diệt 3-4 con luôn. Ơ mất một con các bạn ơi, à mất một con nữa nghĩa à, chắc nào từ nãy giờ mình tiêu diệt đây hình như một con nó bị lạc mất ở đâu ấy các bạn ạ, nên là mình được có 3 con ở đây thôi, có được có 3 con ở đây thôi nên là làm nhiệm vụ nó hơi bị lâu. Được rồi, được rồi, đến đây nào. Đến đây nào, đến đây nào các em, đến đây nào các em. Đến đây nào các em nào, đến đây nào các em nào. Đến đây nào các em, đến đây nào các em. Ghê 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 chưa. Này tặng bạn chiêu, này tặng bạn chiêu Z nào. Thì nếu mà chiêu lửa ấy, lúc các bạn bay lên, các bạn bay lên thì các bạn hãy dùng cái chiêu hỏa diện cầu các bạn nha. Không có nên các bạn đứng đây á là bọn bot nó đến gần nó wing các bạn đấy. Như mình này các bạn nhìn này. Hây da, xem sức mạnh của ta đây. Hây boom. Đấy, bay lên trên các bạn này, mình bay lên trên thì mình đứng trên đầu luôn. Ấy ghê chưa, boom. Giời ơi, giời ui giời ơi, ok nha. Mình tìm một con á, chắc nào tìm còn một con không, ở đây có mấy con nhỉ. À kia kìa, một con ở dưới kia các bạn ơi. Đấy, chắc nào á, nó chết ở dưới đây, đâm ra mình á, wing nó, không wing được nó. Không wing được, muốn đàn ra, nó ra có 3 con nên làm nhiệm vụ nó lâu các bạn ơi. Mà đúng không, đấy xử lý cái con ở dưới đấy á. Trốn ở đây à bạn ơi, trốn ở đây bạn ơi, bạn trốn ở đây á. Làm sao mà trốn được với mình, làm sao mà trốn được với mình. Bay lên trên làm nhiệm vụ tiếp nào. 7 con rồi, còn mấy con nữa thôi. Tiếp tục dùng chiêu skin nữa nào. Bay quá đẹp luôn, trái lửa này đẹp các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy cái trái lửa này á, farm quái không tốt đâu. Mình thấy farm quái nó cứ lâu lâu kiểu gì các bạn ạ. Vì trái lửa này nó có mấy cái chiêu bắn nha, quái nó cứ bay lên ấy, nó không đứng một chỗ cho mình đánh ấy. Đấy, quái nó cứ bay lên vậy, chúng ta tụ quái lại nó rất là lâu các bạn nha. Đấy, đâm ra là mình cảm thấy cái trái lửa này farm lâu đấy, không nhanh đâu đấy. Mới là đúng một cái này, chờ quái nó rơi xuống nha. Ok, lại xong nhiệm vụ nó rồi, lại xong nhiệm vụ rồi. Thịt lốt này nào, thịt lốt anh bạn này nào. Đấy, nó bay rất là xa luôn, nên là chúng ta muốn đợi tụ quái rất là khó các bạn nha. Ok các bạn ơi, sau khi farm một lúc mỏi tay mỏi chân thì mình đã lên được cấp 375 và bây giờ mình đã phải đến hòn đảo mới các bạn ơi. Xem nào, hòn đảo này mình đến là hòn đảo gì nào anh em ơi. Let's go đi thôi. Wow, hòn đảo này cách mới xa mình 1350 mấy km cơ. Trời ơi, khoảng cách gì quá xa các bạn ơi. May mà mình kiểu như là mình dùng trái lửa các bạn ơi, mình bay luôn các bạn ơi. Quả cầu lửa đây, như kiểu là Sun Goku di chuyển ấy. Bay hơi bị phê các bạn ơi, nhưng mà khoảng cách cũng khá là xa đấy. Trời ơi, đi từ nàng dung nhang mà tới tít 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 tận đâu các bạn ạ. Hơi bị xa nha, hơi mệt nha các bạn nha. Này, mình sẽ tua nhanh để đi tới nơi các bạn nha. Ô các bạn ơi, nhiệm vụ của mình lần này là đến ngôi làng dưới đáy biển nè các bạn ơi. Ô cái gì đấy. À đúng rồi, ngôi làng dưới đáy biển này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái lốc xoáy này các bạn nha. And boom, xuống tới nơi. Ok anh em. What the, ui. Làm nhiệm vụ dưới đáy biển đó các bạn ơi. Nào xem nào, nhiệm vụ dưới đáy biển này có gì nào. Ten. Nhiệm vụ đầu tiên của mình. À ở đây có boss nào không ta. Ui ở đây có chú tể người cá này. Có boss các bạn nha. À nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên của sao. Con chú tể người cá mình cần đánh lên level 425 các bạn ơi. À lâu đấy, lâu đấy. Còn chiến binh gì đấy. Đó, mình sẽ đánh con chiến binh này nha, cứ chơi nha các bạn nha. Nào nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên các chế rồi. Đây, có phải thằng này không? Đúng thanh niên rồi các bạn ạ.
Đúng thanh niên này rồi. Ok, farm thế nào? Gọi bọn chúng về và farm thế nào anh em ơi. Pew 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 pew. Pew, chiêu chiêu chiêu. Tụ quái này anh em nha. Boom. Phê 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 phê. Phê 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 bạn ơi. Sẽ cháy lửa đấy, farm lâu lắm. Mỗi lần tụ quái lâu dã man của bạn mệt thật sự luôn đấy. Rồi không sao, cố nha. Sau mình sẽ không bao giờ mình mua cái trái lửa này nữa. Tụ quái này lâu lắm các bạn ạ. Boom. Thế nào, đang tụ 4 con này các bạn ơi. Nào 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 nào, đây tụ được 3 con này. Này tụ trái lửa này, này tụ trái lửa này bạn ơi. Này tụ trái lửa này bạn ơi. Này thì xem sức mạnh của mình đâu. Quả cầu năng lượng. Boom. Trời ơi, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ok, được mấy con này đây. Vẫn có con này đây. Ở dưới đây nhá. Ở dưới đây mấy con quái này nó bắn được ra cơ các bạn ạ. À mấy con quái nó cứ sử dụng thanh kiếm nha. Nó bắn được ra, ghê lắm, ghê lắm, ghê lắm, kinh đấy, khét lắm bạn ơi. Được rồi, chúng ta cần làm nhiệm vụ để đánh bại con chúa tể biển người cá này nha các bạn nha. Chúa tể người cá nghe nó khét thế. Không biết nó ra gì hay không hay là chỉ là yếu đuối các bạn ơi. Hình như đánh con chúa tể người cá này nó có thể ra được đồ hay sao các bạn ạ. Hình như nó ra được đồ các bạn nha. À ra được đồ thì ngon đấy.